Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, chiều nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà dự và trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc Thanh âm Hà Nội năm 2024. Qua 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều tác giả, nhạc sĩ chuyên và không chuyên, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức cá nhân cùng đông đảo công chúng thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố. Qua đánh giá, ban tổ chức đã khen thưởng cho 45 tác phẩm đạt các giải A, B, C, giải khuyến khích và giải phong cách. Các tác phẩm mang đến thông điệp rõ ràng với nhiều góc nhìn mới lạ, độc đáo về thủ đô. Đặc biệt, tác phẩm Hà Nội mùa yêu thương của nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm đã xuất sắc giành giải cao nhất của cuộc thi và nhận được giải thưởng từ nhà tài trợ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã tuyển chọn 70 ca khúc tiêu biểu đạt chất lượng nghệ thuật để phát hành tuyển tập ca khúc Thanh âm Hà Nội năm 2024, góp phần tôn vinh thủ đô Hà Nội anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, văn hiến, văn minh, hiện đại. Một Hà Nội rất thân thương, gió xuân về hát lao sao, đàn chim én ríu rít bay liệng trao nơi lưng trời, người Tràng An thanh nhã nét đẹp ôi sao hiền hòa, bằng lăng tim mùa hạ phượng hồng yêu thương.